Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, hoạt động hô hát bài chòi trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã được tổ chức sôi nổi, nhất là dịp Tết đến xuân về, đã góp phần phục vụ đời sống văn hóa và vui chơi giải trí của nhân dân địa phương. Thông qua những hội hô hát bài chòi, các làn điệu dân ca bài chòi của quê hương đi vào đời sống người dân thành phố như một món ăn tinh thần bổ ích, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống quê hương giữa đời sống hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Với những câu hát bình dân, gần gũi, dễ hiểu, người nghe cảm nhận được tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước, tình nghĩa vợ chồng, tình anh em, hay phê phán những thói hư tật xấu, hủ tục lỗi thời, lạc hậu trong đời sống xã hội. Tết Quý Mão 2023 vừa qua là năm thứ 8 xã Tam Thanh duy trì tổ chức thành công liên hoan hô hát dân ca bài chòi. Từng thành viên câu lạc bộ dân ca bài chòi xã đến từ các thôn đã say sưa trong từng lời ca tiếng hát, đem tâm tình gửi gắm đến người dân. Hoạt động diễn ra thường niên đã trở thành điểm vui xuân lành mạnh, nhộn nhịp, đậm chất văn hóa cổ truyền, vừa góp phần làm nồng ấm thêm tình làng nghĩa xóm nơi xã biển. Vào dịp Tết, dịp xuân là người dân Tam Thanh đem lời ca tiếng hát của dân ca bài chùa để đánh với lại bà con nhân dân cho có một cái sắc xuân, và hơn nữa rằng là cũng là một cái truyền thống của dân ca bài chùa của miền biển của chúng tôi. Từ sự nỗ lực của chính quyền địa phương và ngành chuyên môn thành phố, hoạt động hô hát bài chòi đã được tổ chức thường xuyên, không chỉ vào dịp lễ Tết. Đến với những đêm hội bài chòi, nghệ nhân lớn tuổi lẫn các diễn viên trẻ đều hăng say biểu diễn. Trưởng thành từ cái nôi dân ca bài chòi Tam Thăng và được tham gia học hát từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường năm cấp 2, Lê Thị Bình Phương đã thấm đẫm từng câu hô hát bài chòi và những làn điệu dân ca quê hương. Lần thứ 3 đến với liên hoan hô hát bài chòi thành phố Tam Kỳ, Bình Phương luôn tự tin trong từng câu hát và phối hợp ăn ý với bạn diễn để mang đến một tiết mục hô hát xuất sắc, cống hiến cho người dân thành phố. Thì là thành viên của câu lạc bộ bài chòi xã Tam Thăng từ năm học lớp 9, là năm 2009, mà bây giờ là năm 2023. Thì bản thân em đã học hỏi được rất nhiều từ các cô chú và rất là muốn được biểu diễn bài chòi. Em thấy rằng là dân ca bài chòi thì nó truyền cho con người những cái cảm hứng về cuộc sống lao động, về giáo dục tình yêu quê hương đất nước, mà em nghĩ bản chất những người trẻ như em thì cần phải biết được và cần phải lan tỏa cái đó ra cho toàn cộng đồng. Là một loại hình nghệ thuật dân gian với những yêu cầu khắt khe trong cách biểu diễn, nên phải thực sự đam mê mới hiểu, hát và gắn bó với bài chòi. Người nghệ nhân và các diễn viên phải thể hiện cho bằng được nét độc đáo trong từng câu hô hát ở mỗi làn điệu. Đó là nét trữ tình, thướt tha, mượt mà của làn điệu xuân nữ, hùng dũng, mạnh bạo của điệu cổ bản Giàng Xê, dịu dàng, đầy sâu lắng của họ Quảng và các điệu lý, điệu hò. Mặc dù bước đầu có nhiều khó khăn trong tiếp cận, nhưng nghệ thuật bài chòi ở Tam Kỳ đang có nhiều tín hiệu vui. Thông qua sân chơi thú vị được tổ chức từ thành phố đến thôn khối phố, bài chòi đã chứng kiến nhiều giọng ca trẻ thử sức. Trong tương lai không xa, các em chính là hạt nhân để góp phần gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống này tại Tam Kỳ. Nếu mà em có cơ hội lần sau được tham gia bài chòi tiếp thì em sẽ vẫn sẽ thử sức mình chơi tiếp, tại vì em muốn khám phá được nhiều thứ hơn và hô được nhiều những con bài khác nhau và những điều mới lạ, những thú vị ở trong những con bài đó, giống như chúng ta hiểu biết được hơn. Em thấy những câu lời hát trong bài chòi nó rất ảnh hưởng tới cuộc sống mình lắm.
em muốn bài chòi này nó tiếp cận tới những bạn trẻ nhiều hơn, để nó được phổ biến rộng rãi, để được giữ được những nét truyền thống đẹp của cha ông để lại. Chúng ta không thể phủ nhận, đời sống ngày càng hiện đại, nhiều loại hình nghệ thuật giải trí xuất hiện và đến gần với công chúng qua TV, điện thoại thông minh. Nhưng có một điều luôn đọng lại và khắc sâu trong tâm trí của người dân, đó chính là những lời ca ngọt ngào, mùi mẫn và những làn điệu trữ tình đầy sâu lắng của dân ca bài chòi. Chính vì thế, những đêm hội bài chòi từ quê ra phố vẫn thu hút khá đông người dân, già trẻ, gái trai đến xem và tham gia chơi bài. Không khí ở đây rất là hào hứng. Mấy cô, mấy chú thì diễn rất hay và vui. Trống đồng vang lên, nhộn nhịp. Không chỉ có người lớn mà con và các bạn nhỏ khác cũng được đến đây nghe hò hát bài chòi của các cô chú. Con vô cùng thích bài chòi. Vì bài chòi hò hát hay. Mấy nhiêu lần đó là người lớn hát không, nhưng mà thấy cũng trừ thấy trẻ hát cũng rất nhiều, rất là vui. Được. Là mặc dù không có thời gian để luyện tập, nhưng mà cứ mỗi người từ mỗi người là đóng góp một cái tinh thần nhỏ bé để cho cùng với cái xã phát triển. Dù cái môn nghệ thuật nó không có được mà luôn có hoạt động mà hàng tháng hàng ngày trong cái của xã, nhưng mà mỗi năm được tổ chức như thế này tôi rất là vui. Sự ủng hộ và cổ vũ của người dân cho những đêm hội bài chòi chính là động lực để duy trì sức sống của loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này tại địa bàn thành phố Tam Kỳ. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của ngành chuyên môn thành phố và địa phương khi không gian trình diễn hô hát bài chòi về đêm đã được tổ chức. Sự ra đời và hoạt động của 13 câu lạc bộ đàn hát dân ca 13 xã phường, liên hoan hô hát bài chòi được tổ chức thường niên. Tất cả tạo sân chơi cùng đất diễn để các nghệ nhân, diễn viên có cơ hội thể hiện đam mê bài chòi, phát huy, gìn giữ giá trị đặc sắc của loại hình nghệ thuật này. Hiện nay cái không gian sinh hoạt văn hóa về đêm á, trung tâm đang tập trung là tổ chức là phối hợp với thành đoàn, hội văn học và nghệ thuật của thành phố tổ chức là hàng tháng tại các điểm di tích, các điểm là thu hút khách du lịch. Thì thời gian qua là chúng ta cũng đã thể hiện rất là tốt. Thu hút rất là khá đông bà con nhân dân trên địa bàn đến tham gia hưởng ứng, đặc biệt là số lượng du khách có cái điều kiện để rồi là tiếp thu và các cái làn điệu dân ca riêng của thành phố Tam Kỳ. Trên chặng đường phát triển của thành phố tỉnh lỵ, Tam Kỳ vẫn đang nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, góp phần xây dựng giá trị văn hóa riêng của Tam Kỳ. Việc lưu giữ, phát huy nghệ thuật bài chòi đang góp phần cho mục tiêu này và cũng từng bước hình thành nên sản phẩm văn hóa, đóng góp vào sự phát triển du lịch Tam Kỳ. Bài chòi bài.